Mời cả nhà nha. Rồi. Tàn hình dưới này có mà cái nước khó nấu khi mà người ta nấu với lại nước dừa đó kìa, cái nhìn thấy nó sơn sơn sệt sệt không. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay cả nhà thấy ở trước mặt Mập đó là cái này là gì ta, nguyên có giò heo khổng lồ luôn nè cả nhà. Đó, tính giấu bí mật nhưng mà bí mật thì nó không có gọi là không có thể hiện lên được món ăn cả nhà. Thì ở đây là phá lấu cả nhà. Thì ở đây là Mập có nguyên một cái giò heo phá lấu nè. Rồi ở đây thì mấy cái giống như là ở đây là cái gì nè, lỗ tai heo nè, bao tử nè cả nhà. Rồi đây là thú linh nè, thú linh mà có mua nguyên một cái nguyên luôn cả nhà. Trời ơi, nước có tôm nè cả nhà. Đó, rất là to luôn. Rồi ruột. Ruột đây nè. Ủa, không có ruột hả? Đó. Rồi ở đây là lưỡi heo nè cả nhà. Ở đây là cái này ra luôn nè, bắp giò nè. Đó. Thì hôm nay Mập sẽ quay lại con đường mút băng ngày xưa. Mập sẽ ăn phá lấu nha cả nhà. Đó, ăn chỉ ăn phá lấu thôi, chứ Mập hôm nay Mập không ăn cơm. Đó, thì Mập sẽ chấm với lại cái này, cái nước phá lấu của người ta cho luôn nè. Với lại ở đây Mập có chuẩn bị một cái xíu muối tiêu, bây giờ Mập sẽ nặn chanh vô. Ớt quá trời nè cả nhà. Đó. Rồi Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Bên đây là có nguyên một set dao quá trời luôn. Chưa trơn thấy là nhức cái nách rồi đó. Rồi thì phá lấu đây là Mập mua của phá lấu Kha Thi nha cả nhà. Thì phá lấu Kha Thi thì cả nhà cũng biết rồi, quá nổi tiếng rồi cả nhà. Mập cũng quay mấy lần rồi đó. Thì cả nhà biết không, phá lấu Kha Thi là có tất cả những các tỉnh luôn cả nhà. Nên bây giờ là như là phá lấu Kha Thi á, là bây giờ chú Kha á, với lại anh Thi là phát triển ra toàn quốc luôn. Còn hồi xưa là có mấy cái tỉnh mà đồng bằng sông Cửu Long thôi. Đó, còn bây giờ là phát triển ở từng tỉnh là cũng sẽ có luôn đó nha. Đó, thì Mập sẽ ghim địa chỉ ở dưới phần mô tả nha. Đó. Thì đây. Địa chỉ bên dưới nha cả nhà. Mập sẽ ăn cho cả nhà xem. Mời cả nhà ăn với Mập nha. Sao ta, nó ngọt đó nha. Cái này là người ta kiểu như người ta làm nấu với nước dừa đó nha, nên nó ngọt. Với lại cái màu này cũng lên từ màu nước dừa luôn á. Mập đang ăn cái bắp giò mà người ta sắp ra rồi. Rau rất là tươi luôn. Có bắp giò này nữa nhờ, làm cắn cái rồi nó xuất sắc luôn. Cái nhà mua thì nó sẽ là 260 một ký. Còn ví dụ như thú linh nè, tai heo nè, lưỡi heo nè, ruột nữa, có ruột nữa nha. Với lại thú linh đó thì sẽ là 350 một ký lộn xộn. Cái nhà mua sao cũng 350 hết đó. Đây cả nhà, cắn chỗ nào cho nó đã. Đây, chỗ này có mỡ nạc nạc nè. Mời cả nhà nha. Rồi. Tàn hình dưới này có mà
Thì mua sẽ có kèm theo này nữa thế nhờ. Dưa chua, cả chua. Nó mềm mà kiểu như là nó không có phải mềm gục. Muốn cắt ở trong cái vậy thôi. Này cái gì coi nào. À. Cái bắp này thì nó tầm 1 ký, 1 ký hơn nữa nha. Này mà mập á, mập nghĩ á là cả nhà nên về á đừng có kiểu như hâm lấy cái này á để vô cái nước hâm lại nó không ngon nha. Tại phá lấu này kiểu như là người ta ăn khô, người ta chấm vô ăn thôi, chứ đừng có kiểu giống như mình nấu phá lấu á, mình làm giống như là mình để vô mình làm giống như cái lẩu, nó không ngon đâu đó. Mời cả nhà nha. Nhức nách à mọi người, chấm miếng muối tiêu. Nồi cái rau ra thế nè, không lại nó hấp dẫn rồi. Mười mấy loại rau đó nha. Khi mà mình tới mình mua có chỗ người ta để nguyên một cái xuồng. Đây. Mà phải ăn cứ cuốn cuốn vậy nè, có lá cọc rồi nữa vậy nè. Đây. Cuốn đủ thứ vô luôn nè. Lỗ tai heo nè. Lưỡi luôn. À, bao tử nè, cái nhà bao tử không làm rất là sạch cho cái nhà đó. Thú linh nè, cắt sẵn nè đó, cuốn lại tàn hình. Đây. Trời. Cái nước này đó, là cái chất của cái kiểu như là cái nước khóa lấu đó, khi mà người ta nấu với lại nước dừa đó kìa, cái nhà thấy nó sên sên sạch sạch không. Quá hấp. Ngon quá. Lâu lắm rồi mà không có ăn mút băng hết. Cái chua cũng ngon quá nhỉ. Rồi nhà có cái mỡ ở trong cái vô trú linh được cả nhà. À, đã chưa? Hay. Chấm qua cái miếng muối tiêu cho nó mặn mặn xíu, đậm đà xíu. Rồi này nè cả nhà. Béo. Ở bên đây là bao tử luôn chứ, bên đây mới là thú linh nè. Nó mà tưởng thanh thanh tròn này là bao tử. Ngon đấy nhờ. Ở trong đây mà thấy có hành phi nữa nè. Xuất sắc. Thank you.
mềm thú linh mà cả nhà thấy mập cắn ra một cái vậy rồi nó rất ra là cái nhà biết nó mềm ớt xuống, cái nhà biết nó mềm cái nào đó. Đây bắp được cái nhà thấy không đó, thấy cái phần thịt thôi là biết nó ngon cả nhà. Nói chung là phá đấu nước dừa ca hay là quá đỉnh này. Xuất sắc. Ra một đống nguyên cây rồi nữa. Tôi nhưng mà cảm giác tự nhiên sao mình thích ăn cái kiểu mà mình cầm nguyên cái thì mình cắn nó nè. Nó sẽ giống như là quan giả thôi. Mời cả nhà. Ngọt ngon. Quá quá ngon quá. Này lâu lắm rồi cả nhà mới thấy là cái ly nước thằng thánh cái mọc đúng không. Phút đã quay trở lại cả nhà. Nè cả nhà ơi, nấu bằng nửa cầm tay mập luôn á. Nè cha chưa biết cái này. Cái này là thôi 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 ghê gợn quá, để ăn cả nhà, để ăn không được ạ. Cái này là gục già. Cho sát sát người ra rồi. Ăn không đã. Phải ăn gì mới đã. Cá nhân có mập thôi nha. Chứ mà đi tiệc á, ví dụ mà ăn mà cầm nguyên cái này á, ăn nó kỳ lắm. Chém miếng này lên. Nó có một cái vị gọi là ngọt ngọt kiểu nước dừa đó nha. Ai thích ăn đầm đà thì mình ấy đi miếng muối tiêu lên. Đó. Nó kiểu như sao đâu, nó ngậy luôn á nhỉ. Béo. Béo mà lỏ cục luôn á.
mập á, mập phá ra. Mà ở đây cho ra một cái ưng cái bụng này. Nè, lưỡi nè. Nhìn thấy lưỡi không, người ta làm không? Nhìn nó hấp dẫn. Mình ăn cái lưỡi giống như mình đang cắn cái lưỡi mình. Mặt sẵn. Ngon lắm. Phải cắn thêm miếng ớt luôn. Nó vậy mới xuất sắc. Hưởng hậu. Cắn thêm miếng ớt. Ớt á, nó nồng lên cái nhà. Cái này không? Một cái đoạn này á, mà nghĩ chắc khoảng 3 lạng có. Nè, cái gì thôi nè. Xuất sắc. Má ơi. Béo lắm ạ. Lâu lắm rồi. Đúng rồi, đã ăn thèm thật sự. Nãy giờ năm chết rồi. Chúng ta quá phê. Nước này thế nào, người ta có để thêm á, nó hành phi gì đấy không, ăn nó thơm á, mà kiểu giống như là nó ngọt ngọt mặn mặn, nhưng mà nó ngọt kiểu nước dừa á, không phải ngọt kiểu đường, mình ăn nó rất là dính.
ngọt kiểu nước dừa nó sẽ không có bị ngán nữa nha. Ngọt kiểu đường thì nó mình ăn vô nó kỳ lắm. Bây giờ mặt ăn yếu. Hợp chứ không? Mình mặt ăn một thanh này là nó ký luôn, ký mấy. Thêm chắc cũng cả ký phá lấu nữa được. Mà nãy giờ mấy mấy miếng no. Ví dụ mấy mốt mặt có làm á, thì chắc mặt cũng ăn cũng không có nhiều mấy mừng xưa đâu cả nhà. Dạ lão quá. Có một cuốn nữa từ giả. Ủa quên, tạm biệt. Tạm biệt cái nhà. Nói chứ không, kiểu như bây giờ mình đang thưởng thức rồi. Còn thử thách là để mấy đứa nó ăn cái nhà. Chứ đâu có mặt bây giờ đâu có vé, đâu có cửa nào với thiên hạ đâu. Mập ăn mà mập ngồi mập nhìn quản ý như Khoa như Tấn như Dương đồ ăn cái thôi. Ghét kiếm liền. Giờ này trời trở gió bệnh no no nha. Đây xuất sắc không? Rồi uống cuối cùng. Trời đất ơi, mà mình nhìn á là mình ăn mình cảm nhận được là thật sự luôn là người ta nấu với nước dừa. Tại vì các bạn biết á, cái thịt thì á mình ăn nó kiểu giống như là y chang cái thịt thịt mà người ta khì nước dừa cả nhà. Nhưng mà cái này không phải, cái này tao nấu phá lấu thì cái thịt nó sẽ dẻo dẻo, nhưng mà cái nhà lý khi mà nó khô lại á, nó không phải khô cái kiểu giống như người ta ướp màu đó, là nó khô lại nó sẽ có cái giống như là sao ta, kiểu như là đường á, các nhà biết không, đường mà nó quánh lại đó nha. Đây nè, đó đâu rồi, hồi nãy thì mà thấy nó đóng cái kiểu giống như là nó sơn sơn lại á, với lại cái thịt nó dẻo dẻo á, các nhà ăn là các nhà biết người ta nấu nước dừa nhiều liền. Ngon. Ừ. Cảm giác là nó khô đó, giống như là để mà gió đã giờ rồi. Mọi người thấy không, nó khô cái kiểu như là mứt á, đúng mà mứt á. Tự nhiên phá lấu mà mứt, nhưng mà diễn tả vậy cho dễ hình dung. Nó khô kiểu giống như là đường mà nó áo mứt á, nó dừa á. Giống mềm mấy ăn nó mới thơm á, ngon. Giờ này mà ăn ớt như chim no lắm, mình làm miếng nữa bớt no. Ăn cái miếng cuối cùng rồi đó nha, cuối cùng thiệt rồi đó. Rồi,
đang khoảng cách để mất quan hoài. Ngon, phải nấu cà thìm mẹ đỉnh. Quá đã luôn, công nhận không có cái vui cái sướng nào mà bằng ăn uống rồi xong cái nó no mà nó cảm giác cái món mình thích đó cả nhà. Thì phá lấu ở đây á, thì phá lấu đây mặt mua là phá lấu Kha Thi cả nhà. Cái giò này nè thì người ta sẽ bán là 260 giò nguyên á, hoặc là cả nhà thí dụ như cái mà nhà mua á, cả nhà có thể kêu người ta sắt ra thì nó sẽ như vậy. Giờ lột qua tay rồi đó, thì nó sẽ như vậy nè cả nhà. Cái bắp người ta sắt ra rất là đẹp luôn đó, thì thế là 260 một ký. Còn thí dụ cái nhà mua nổ tai nè, rồi bao tử nè, rồi hoặc là lưỡi heo ruột, hoặc là thú linh nè, thì nó sẽ là 350 một ký lộn xộn. Thí dụ cái nhà mua thứ 250 gram thì bốn thứ nó sẽ là một ký, thì người ta vẫn bán 350. Hoặc là cái nhà mua lộn xộn 200-300 gram người ta vẫn bán 350 một ký đó. Thì địa chỉ á, thì cái nhà cứ search, xứ search ở trên Google, thì mỗi tỉnh sẽ có một cái không phải một nữa mà mỗi tỉnh sẽ có chi nhánh của phá lấu Kha Thi. Thì cái nhà cứ search đi, gần chỗ nào á, cái nhà gần chỗ nào thì cái nhà mua ở đó hả. Địa chỉ còn ở đây thì mập ghim địa chỉ ở dưới đây, mập mua chỗ nào mập ghim địa chỉ dưới đây đó, thì cái nhà cứ tham khảo nha. Nói chung là cái này phá lấu thì nước dừa rất là ngon luôn cả nhà. Mập ăn cái này cũng mấy năm rồi đó. Ai mà nếu mà chưa coi á, thì cái nhà lục lại mấy cái kiểu như mấy cái clip cũ của mập á, ăn về phá lấu này á, rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Đó. Mà cái giá rất là lâu rồi không đổi nha, nó cứ 260, hình như là lâu lắm rồi nó 260. Rau thì tặng kèm rồi, cả nhà thấy không? Nãy giờ mập ăn rất là nhiều luôn á, mà giờ còn nè, trời đất ơi, nguyên một dĩa luôn. Mà rất là nhiều loại rau nữa chứ, ăn đã cái nư luôn đó nha. Rồi, thì rất là cảm ơn cái nhà nãy giờ đã xem clip của mập nha. Thì mập sẽ tâm sự cái nhà một xíu là từ đây á, thì mập sẽ kiểu như nếu mà lúc nào rảnh mập sẽ xen kẽ, mập sẽ xen kẽ clip mập múc ăn. Với lại bây giờ mập ăn yếu lắm rồi cả nhà, kiểu như là ăn ít là giống như người thường chứ không giống như là lúc trước nữa. Thì mập sẽ cố gắng mập ăn sao cho cả nhà thấy, cảm thấy là khi mà buổi tối hoặc là về cái nhà mở clip lên, cái nhà giải trí hoặc là cái nhà bới ra tô cơm, thì mập sẽ ăn đồng hành với cái nhà cho cái nhà xem đó. Giống như là mập quay trở lại thì mập ví dụ một tháng đi, 30 ngày đi, mập sẽ làm 5 clip hoặc 10 clip. Ví dụ như mập có khỏe khỏe là mập làm 15 clip, 20 clip để cho giao lưu với cái nhà vậy đó. Còn thời gian còn lại thì mập vẫn nhường cho mấy em để mấy em có sân chơi, để mấy em có thu nhập để mấy em làm clip đó. Thì mập mong là cái nhà sẽ ủng hộ mập và hưởng ứng cái sự quay trở lại của mập Food nha. Nói chung là cũng rất là nhiều người cũng trông đợi mập lâu rồi mà không biết quay lại, cái nhà có ủng hộ không đi nữa. Rồi thì mình rất là cảm ơn cái nhà nha. Nhưng mà thí dụ như cái nhà đừng có mong đợi mập ăn nhiều quá. Mập ăn nhiều quá thì lâu lâu thí dụ như có một món nào mà mập cảm thấy mập kham nổi thì mập sẽ ăn nhiều, lâu lâu tặng một clip thôi. Chứ thật sự rồi bây giờ là ăn nó rất là ít được cả nhà. Kiểu như là bao tử nó lâu quá rồi nó không thích nghi là đồ nó bị teo rồi đó. Thì mập ăn sao cảm thấy cái nhà kích thích là ok đó. Thì mong là cái nhà sẽ ủng hộ và quan hỷ cho mập nha. Còn bây giờ thì mập sẽ kết thúc clip tại đây. Thì mập rất cảm ơn cái nhà nãy giờ đã dành thời gian quý báu xem hết clip của mập, và hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha. Bye bye.